Kính thưa quý vị, bà con cô bác đã trở lại vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay Thắng Miền Tây đến chùa Pèm Buôn Mai, khóm 5, phường 4, thành phố Sóc Trăng. Thì hôm nay có một chiếc kia ngo rất là độc đáo tại Sóc Trăng. Thì có 102 tại tỉnh Sóc Trăng này, thì có một chiếc này là độc nhất vô nhị. Thì hôm nay tại sao mà Thắng nói độc nhất vô nhị thì mời quý vị cô bác cùng tìm hiểu thêm. Đó là ghe ngo, thường thường người ta vẽ hoa văn, còn ghe ngo này là toàn là đục đẽo bằng bằng tay ha quý vị. Đó, đục đẽo bằng tay và hình nổi ha. Đó, toàn là hình nổi ha quý vị. Đó, điêu khắc luôn, toàn cây, toàn nguyên cây luôn. Hai bên thân ghe thì có hai con rồng, hai bên cũng đều điêu khắc ha, điêu khắc nổi đó quý vị. Bởi vì Thắng Miền Tây mới tới đây và review cho các bạn xem đó là tại sao mà độc là độc nhất vô nhị tại Sóc Trăng đây quý vị. Không có chiếc ghe nào ở Sóc Trăng mà điêu khắc nổi như vậy, chỉ có Wat Pèm Buôn Mai này thì có chiếc ghe rất là nổi bật. Mình cũng giới thiệu cho quý vị biết luôn, cái chiếc ghe này là không có bơi, để trưng bày cho cô chú anh chị em gần xa đến đây tham quan và thưởng thức cái môn đua ghe ngo tại Sóc Trăng này. Đây thấy rất độc lạ quý vị, đó thì có 102 tại Sóc Trăng này luôn. Thì mình cũng thông báo cho quý vị biết là lễ hội Ót Bóc năm 2022 này sắp tới diễn ra, cũng có lễ hát tơ quan, thì cũng có đem xuống để bơi trình diễn cho các bạn cô chú anh chị em gần xa được rõ hơn về chiếc ghe ngo này. Tại Sóc Trăng lần đầu tiên là ghe ngo khắc nổi ha quý vị. Đó, những khắc nổi hoàn toàn để bơi biểu diễn, sau đó thì kéo lên để trưng bày tại chùa Pèm Buôn Mai này để cho cô chú anh chị lại tham quan biết bộ môn. Ở Sóc Trăng có bộ môn vua, đó là bộ môn đua ghe ngo truyền thống của đồng bào Khmer. Thì hôm nay thì Thắng Miền Tây sẽ quay hết toàn cảnh chiếc ghe ngo này để cho quý vị xem cái độc lạ, cái độc nhất vô nhị tại Sóc Trăng, chỉ có một chiếc này thôi quý vị. Sóc Trăng nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung thì cũng có một chiếc đầu tiên tại Sóc Trăng này đó, rất là đẹp mắt quý vị. Đó, mấy anh thợ quay mình luôn kìa quý vị ơi. Đó, mấy anh thợ rất vui tính luôn, có một anh thợ biết nói tiếng Bắc nữa quý vị. Đó, anh đang chét chai ha. Đó, đây rất là độc đáo. Thì tới lễ Hattuan năm 2022 này sẽ đem xuống để bơi trình diễn cho các cô chú anh chị được ngắm một chiếc ghe ngo độc nhất vô nhị tại Sóc Trăng đó quý vị. Thì ở trước đầu thì cũng một con rồng rất là dũng mãnh và rất là sang trọng ha quý vị. Đó thì mình sẽ review một đoạn ngắn này lên để gửi tới hình ảnh này để cô chú anh chị được biết thêm. Đây, đây là tên của chiếc ghe và tên của chùa bằng tiếng Khmer ha quý vị. Đó, đều là khắc nổi hết trơn đây quý vị. Đó, mình sẽ review gần nhất và có thể rõ nhất để cho quý vị tham khảo cái đầu ghe ngo đó, rất là nổi quý vị. Đó, rất mãnh liệt ha, rất là dữ. Đây, đây là do anh nghệ nhân này có một mình là điêu khắc mấy tháng trời đâu quý vị, 5 tháng ha anh. Mình còn khoảng bao lâu nữa mới rồi hả anh? Hoàn thành cỡ nửa tháng nữa rồi. Cỡ nửa tháng nữa ha. Rồi sau đó mình có sơn không anh hả? Hả, mình tha dầu thôi. Không, cái này sơn. Sơn luôn, lên màu luôn ha. Dạ. Đó, mình ơn ảnh thì ảnh đục đẽo là mấy tháng, 5 tháng trời đâu quý vị, 3 4 tháng gì đó. Đó, từ chút vậy đó quý vị. Cái này dãy rồng ha. Đó,
Đặng thì mấy ảnh đang chét chai gì nè, đó chỗ nứt nứt đó quý vị, mình chét lại rồi sau này nữa là sẽ sơn màu lên thì rất là đẹp luôn quý vị đó. À, tới lễ hội Ốc Bóc này thì sẽ bơi biểu diễn cho bà con cô bác đều xem luôn. Đây. Biểu diễn thôi nha. Dạ, cái này để trưng bày mà. Trưng bày. À. À, chào anh đang làm gì vậy ha anh? À, xin chào anh em đang chặt cho. À, chặt cho là mình chặt chai ha. À, đúng rồi. À, ảnh rất là hài hước quá vậy. Ảnh biết nói tiếng Bắc nữa mà không biết em, ổng á. Em mà nói có gì sai sót mọi người bỏ qua em nhá. À. Ảnh rất hài hước ha. Đó. Đó. Dãy rồng nổi quá đẹp luôn quý vị, cái này mà sơn lên là không có còn gì để nói hết. Đó. Này quý vị, thì mình sẽ đi dài ra phía sau. Đây những cái đoạn mà may rồi ha, may rồi y hệt luôn quý vị đó. Đó, đều là đi khoác nổi hết trơn ha quý vị. Đây mình sẽ quay gần lại cho quý vị dễ coi ha. Đây quý vị, đó. Chỉ có ở Sóc Trăng có một chiếc đầu tiên là một chiếc ghe ngo điêu khắc để trưng bày thôi quý vị, không có bơi ha. Mà sẽ tới lễ Hattuan năm 2022 này sẽ sư đem xuống để bơi biểu diễn cho bà con cô bác xem tận mắt. Đây quý vị. Đó, toàn cảnh chiếc kia ngon ha quý vị. Đó, rất lễ. Cái này cũng chưa có chét dầu, chét chai gì hết trơn quý vị. Đó, ở đây cũng sư là nhóc. Anh nhìn mặt em thì là nam tính quá đi. Cần đây là có đi cho mở cho cần hết. Mình sẽ mời quý vị cùng Thắng miền Tây đi một vòng nơi chùa để tham quan cái ngôi cảnh chùa nơi đây luôn. Thắng ơi, cái ghe này rất là đẹp đấy nữa. Anh học tiếng Bắc từ ở đâu lại vậy anh? Em học theo người ta thôi. Anh rất là hài hước. Em rất là vui đó mà, cái gì em cũng nói được hết trơn, em thích là em nói thôi. Anh này giống người đầu gà đít ông bổn quá vậy hả? anh la gì chết em luôn. Anh đang làm cặt chó đó em ơi. Thôi thôi, mời quý vị cùng Thắng miền Tây dạo một vòng ha, để cho biết cảnh chùa nơi đây luôn. Thì ở đây thì cũng có nhiều cái khung cảnh rất là đẹp ha quý vị. Đó. Thì mời quý vị cùng Thắng miền Tây đi một vòng rồi sẽ kết thúc video. Đây cũng có khách tham quan lại đây để xem. Đây quý vị, rất là đông ha. Đồng thời ở trước mặt quý vị cũng đang xây ngôi chánh điện. Đó. Thì đang xây ngôi chánh điện cũng chưa có hoàn thành. Đó quý vị. Hôm nay thì Thắng miền Tây lại tới đây cũng có khách tham quan du lịch lại đến đây. Ngôi chùa này rất là nổi tiếng tại nơi đây. Thường thì anh em lại trước tiên cũng cầu nguyện, sau đó thì cũng có tham quan một vòng và chụp hình lưu niệm. Khách tham quan rất là đông ha quý vị. Thì Thắng miền Tây chia sẻ hết toàn cảnh ở đây cho quý vị xem. Cũng rất lâu rồi chưa có dịp lại đây, thì có dịp lại đây thì mình sẽ chia sẻ hết toàn cảnh ở đây cho quý vị cô bác cùng Thắng miền Tây chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngôi chùa tại Sóc Trăng này. Đây ở đây cũng có nhiều cái cảnh đẹp. Thì sau đó thì làm chiếc kia ngôi xong thì tới lễ Hattuan thì đem xuống bơi dạt một vòng, rồi sau đó để lên đây để trưng bày cho cô chú anh chị ngắm. Đây cũng như khách gần xa lại đến đây để cho biết cái bộ môn ghe ngo, bộ môn vua của ghe ngo tại đây, tại Sóc Trăng này. Đây thì mời quý vị cùng Thắng miền Tây dạo một vòng ha. Đây. Cảnh thì rất là đẹp. Để cho anh em lại đây chiêm ngưỡng cảnh đẹp và chụp hình. Đây, Nam Mô A Di Đà Phật.
Thì Thắng miền Tây là tới đây chia sẻ với quý vị chủ yếu là ghe ngò. Sau đó thì mình quay thêm một đoạn nữa phong cảnh nơi đây để cho quý vị cùng cô chú anh chị cũng ngắm cảnh đẹp nơi đây luôn, để cho biết Sóc Trăng quê mình thì có những cái chùa Khmer của Phật giáo Nam Tông đó, thì nhiều cái ngôi chùa mà rất nổi tiếng và rất đẹp ha quý vị đó. Đây thì mời quý vị cô bác cùng Thắng miền Tây vào một vòng ha. Đây. Đồng thời ở phía sau này cũng có nơi nhà nghỉ cho quý vị đi mệt thì có chỗ nghỉ chân và uống nước mía thôi ha. Đây là phía sau. Đây phía như vậy. Đó, có nhà nghỉ. Có nhà nghỉ luôn ha quý vị. Đó. Rất là lý tưởng. Đây. Sau này sẽ sư làm một cái nhà trưng bày đồ cổ như là cối xay ngày xưa hoặc là cối giã gạo giã gì đó, thì sư có ra một nhà trưng bày tiếp ở tại nơi đây. Đó. Đó, khung cảnh thì rất là đẹp ha quý vị. Đó. Này ở đây cũng có Phật đản sanh. Đó, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Mấy anh đóng ghe cũng rất hài hước quá vậy. Đó, cũng đùa giỡn chơi vui, rất là vui ha. Này ở đây có để bảng tham quan công viên cấm hái hoa giữ vệ sinh chung. Đây bây giờ. Đây, rất là đẹp ha bây giờ. Thôi Thắng miền Tây cũng dạo hết một vòng ở đây rồi. Nói chung là công viên chùa ở đây thì cũng khá là hẹp nhưng có cái cảnh rất là đẹp ha bây giờ. Đó, thì nãy giờ mình cũng chia sẻ hết toàn cảnh nơi đây rồi. Đó, thì mong quý vị xem trên vlog Thắng miền Tây nhớ đăng ký và ủng hộ cho Thắng miền Tây có thêm động lực để làm video ra mắt quý vị hay hơn, tốt hơn nữa. Đó. Đây đồng thời ở trên đây cũng đang xây ngôi chánh điện. Đó. Cũng chưa có hoàn thành. Đó. Thôi nãy giờ Thắng miền Tây chia sẻ rất là dài thì Thắng miền Tây xin khép lại video là tại đây. Chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống, luôn luôn cũng có mời phương chư Phật độ hộ gia trì cho gia đình các bạn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hẹn lại video tiếp theo của mình.